Tặng à? Tặng à? Không, anh bê cửa xe, ở xe kia của anh nào. Cái này là ông nào ông cắt cái dây ông vứt đi mà. Cái nối hàng nhiệt. Ôi giời em ơi, 4 triệu ấy. Thế yeah. Ừ, mini. Tưởng tặng em thì để em suy nghĩ. Không, nếu mà cây ở xe của anh tặng anh đấy. Không, Nguyệt tặng ngay. Riêng chỉ cần thích cái là Nguyệt tặng ngay. Đuổi khách à? Mẹ thằng này khá nhỉ. Thế à? Bắt em nhìn ra là em thích như này. Thì đấy thì như thế, như đấy ra là chuyện thì nói chuyện vui, thì phần mình thì mình nó vào vào là xác định mang đi ăn chợ là bán. Được. Đúng không? Lấy được. Hải An Khánh nghe nhầm cứ tưởng hải bánh. Mình nghe xa xa lại cứ tưởng nghe nhầm hải bánh. Kinh nghe nhỉ. Đa đẩm ác phết đấy nhỉ bác nhỉ. Bao tiền đấy bác? Hết. Cái này 17 triệu anh ạ. 17 triệu. Thằng vợ mua vợ đắt. Lâu lắm mới thấy cây đa đấy nhỉ. Cái này già lắm rồi. Để vào cái chỗ nó to quá không bê để đi nó nắc. Đúng rồi, cái thứ này mà nhất tôi cho nhà. Bách viết kinh đấy nhá. Sản phẩm này. Cái này bao nhiêu bác? Cái này 1,5 triệu. Được phết đấy chứ đùa đâu. Lạ cây. Ôi cái này ông nào biết thiết kế đá mà đẹp đấy. Cái này là con mực. Không bảo ông nào biết thiết kế hòn đá vào đây đẹp đấy. Được đấy, con này làm đá đẹp. Này về cho vào chỗ ông làm đá. Làm được nhưng mà không có thời gian đấy. Thì bán cho người ta làm. Mình thì đây giờ lại mày mò bán âm đá lại ủ lại bao giờ mới bán được. Đấy. Con đấy là con. Nhất trí bác, hay quá. Vẫn nhớ mà, em vẫn nhớ đấy. Bán ở trên nào chứ? Muốn bán ở đâu? Bán ở trên online. Online nhưng mà trên cái nền tảng gì? Ví dụ biết rồi nhưng mà trên YouTube về thế thì mới cần tư vấn. Facebook hay là TikTok hay cái gì đấy? Facebook à? Facebook bây giờ là hơi bão hòa. Bây giờ phải bán TikTok. Bán TikTok. TikTok. Đấy. Cái này là phải ngồi bàn kia, chiến lược. Ôi bảo thằng cu kia kìa nó nhanh nhẹn rồi không thằng cu con ấy. Ừ được, mấy anh em kết hợp mà làm một cái sân khấu. Tặng à? Tặng à? Không, anh bê cửa xe, ở xe kia của anh nào. Siêu mini. Cái này là ông nào ông cắt cái dây ông vứt đi mà. Cái nối hàng nhiệt. Ôi giời em ơi, 4 triệu ấy. Thế à? Siêu mini. Tưởng tặng em thì để em suy nghĩ. Không, nếu mà cây ở xe của anh tặng anh đấy. Không, Nguyệt tặng ngay. Riêng chỉ cần thích cái là Nguyệt tặng ngay. anh đã thích chưa? Chú ạ. Ôi trời ơi, đây của em ở đây chủ nó đằng sau. Đấy thì bảo anh thích thì riêng Tô Ánh Nguyệt tặng ngay. cứ cầm đi ai biết đâu, bao tiền. Siêu nhỏ, trăm bạc. Đấy. Đấy à? Anh toàn mua 150 mà đây có 100 đấy. 150 triệu. Đấy. Thôi anh em mình về làm món này anh ạ, cho nó như, cho nó nhàn mà. Này, anh em ơi, cái đô này 1 mét vuông bày được nhiều lắm nhỉ? Một chuyến này chở được hàng trăm cây. Mà làm
5 tầng thì đầy bày nhiều, làm cái sàn sắt này. Quan trọng là dễ kiếm tiền. Cái loại mà mấy chục triệu, mấy trăm triệu về lãi được triệu bạc là hết hơi rồi. Trăm triệu lại triệu bạc hết hơi rồi. Đấy, cái loại mua 100 triệu ấy. Đúng rồi. Loại này thì cứ nhân lên thôi. Hôm nay nghe hàng họ nghe nhẹ nhàng nhỉ? Hôm nay là một mình chở lái cả hai xe lên cả. Ác nhỉ? Được đấy nhỉ? Ở ngoài tập đoàn mạnh đấy. Đây cụ con nó đang ngồi đấy một đống bên đấy. À, ai à? Này, thế phải đóng hai chỗ à? Đóng tiền hai chỗ à? Ôi giời. Thôi được, để quay lại đây cái nào. Cái này bao tiền nghệ nhân ơi? 2 triệu. Đấy. Đấy, về bảo là tập tuệ TikTok dần đi. Cứ đăng loạn xạ live stream các kiểu đấy. Bắt đầu nó có người theo dõi rồi thì bán hàng à. Cứ rẻ là bán được hết. Đấy, chứ đắt thì không bán được. Đấy. Từ vài trăm nghìn đến hàng tỷ có đúng không? Cái cây đấy của mình đúng không ạ? Túc đấy, túc xịn đấy. Cái kia là cạnh nhà nhau hả? Hai anh em cạnh nó gần gần, cách mấy cây. Kết hợp đồ bây giờ là làm một cái thương hiệu. Gọi là ý là bác làm một cái phông sân khấu này. Nó có đâu đấy mấy mét vuông ấy. Để đằng sau. Làm trong sân. Xong rồi đấy, để ở cái góc ấy làm một cái chỗ trình diễn đấy. Toàn cá lỗ. Vẫn lấy thương hiệu ý. Xong bắt đầu cứ bày cây ở đấy bán live stream nhất. Hết cây này nhấc cây kia ra. Úi giời mẹ, bán âm. Không kịp sản xuất và bán đi. Thế còn cây này bao nhiêu? Cây này 3,5 triệu. 3,5 triệu. Túc đây mới gọi là túc xịn này. Đây mới gọi là túc. Không có toàn xộp thôi, đây là túc này. Được, cái này nhiều quả đấy. Bên này nữa cơ. Ai chà. Cua hoàng đế à? Nhìn giống cua hoàng đế lắm nhỉ. Con này treo đá như này về cho treo đi. Ý tưởng đấy. Cốt đấy bao nhiêu đấy bác cả? Con này 8 triệu. 8 triệu có cả chậu không đấy? Không, không có chậu. Không có chậu nhá. Đấy, nghi hỏi ngay. Loại mà tầm 3 đến 5 triệu hoặc là rẻ hơn dễ bán lắm. Đây em này lại lún phún rồi đây. Đây cái chậu này vẫn chậu to quá. Nó vào cái chậu này nhỉ. À đây kiểu một cặp chậu giống giống nhau rồi đúng. Thế này thì chậu nhỏ hơn. Đó là chậu này nhìn nó phun hơn. Cái đấy bao tiền bác nhỉ? Thay chậu là bao tiền nhỉ? Vẫn 25 triệu. Vẫn 25 nha anh em nhá. Thay chậu ạ. Chậu có tiền nhưng mà giá không đổi. Giá không đổi. 25 nhá. San hô đây. Này, đúng san hô này. Nếu mà 25 triệu mua con với kia những con đuôi khác cũng to đùng đấy, nhưng mà cái này được nuôi từ bé. Dăm là đạt rồi, thì cứ thế mà chơi thôi. Bây giờ cứ chơi nó càng già dăm ra càng đẹp. À. Ok đấy. Hôm nay kiểu lắm túc ghê nhỉ. Vừa nãy định trao đổi võ thuật với nhau sao đấy? Định giao lưu võ thuật. Tạ mốt thì em giao lưu kiểu gì? Mạnh, mình có võ mà. Mình có bí kíp tuyệt chiêu. Anh em ủ, em toàn cắt lỗ đây. Toàn cắt lỗ. Hôm nay bắt lại cắt lỗ đấy. Hôm nay là đói rồi. Hôm nay là xe đang hết dầu. Chậu chiếc chẳng chiếc hết đấy rồi. Đâu, ví dụ cái này bao tiền? Như con này lấy 6 triệu. 6 triệu, con này. Con này 4 triệu. Đấy, con này 4 triệu. Còn con này thì vừa nãy định giao lưu võ thuật với vời này. Này,
giao lưu võ thuật đấy. Nghệ vời sang chỉ đạo nghệ thuật à? Đây cả bên này đúng không? Đây nghe đầm lùn đấy còn gì nữa. Đây hàng này bao nhiêu? Này 12 triệu. 12. Được đấy. Tiền đấy. À ừ nhỉ. Sợ kia không? Con này cứ gửi vào nhà vườn lớn ấy à, nó hô cho này. Có kia không? Ôi trời ơi. Bao tiền? Đây 17 triệu 500. À, 17 triệu 500 à? Thế là cắt lỗ là chỉ cắt 500 thôi đấy. Trước má tiền. Ui, con đấy nghe chừng là chơi vơi nhỉ. Bay cái cục. Hôm nay vua túc à? 1, 2 và 4, 5, 6. Ui, trả đến mẹ gần chục cái túc. Con này về cho anh em mua tiếp. Hết năm rồi. Về bánh nha. Quá kinh. Mai hai anh em làm một cái biển ở đây này, có tên như ông kiện nữa kìa. Nghe à? Ừ, to to tí, có số điện thoại, có cả tên cho nó oách. Thương hiệu à, mình gây dựng thương hiệu dần. Sau mẹ cứ nhắc đến là người ta biết. Ôi rồi quá. Bao tiền? Cái này 25 triệu. 25 triệu. Đấy, giá đấy. Được. Rất chi là gấu. Gấu này gấu nguyên con. Xem nó cứ cười túc cái, cũng cứ làn màn các bác ạ, cứ chửi chết. Hôm nay là khéo mẹ trở thành vua túc của chợ rồi. Vua túc của toàn túc túc. Toàn túc túc. Đấy cũng túc sao chứ. Sộp sộp à? Đấy túc. Túc. Thâm thâm là túc này. Túc. Đấy. Thâm nhá. Thủ túc tình thâm. Ai sộp. Cuộn cuộn lắm rồi. Sộp đấy. Kinh đấy nhỉ, nhìn nhỉ, chả kém gì xanh đâu. Cái này bao nhiêu? Này đấy anh em 3 triệu. 3 triệu cả chậu. À đấy. Chậu 1 triệu rồi. Ờ lại tưởng lại bán cả kèm nó 1 2 3 3 cái chậu. Đấy thôi. Đấy đấy, tính từ đây lên thì đứt. Chết hoàn toàn. Ừ. Lỗ thế mới gọi là lỗ. Rồi anh em nhá. Toàn cắt lỗ. Dành toàn túc túc rồi. Hôm nay đúng là toàn túc túc. Bán toàn túc. Hôm nay bán toàn túc. Toàn bán túc. Được. Toàn bán túc. Bán toàn túc. Con máy bay lấy anh em 1.8 triệu. Ây da. Đấy. Con này thì con này thì con này thì có chậu đúng không? Cả cả chậu, cả chậu. Ok đấy. Ok đấy. Hôm nay toàn bán túc. Em mua rẻ em sẽ bán rẻ. Ừ. Rồi. Mua đắt là cắt lỗ. Mua đắt là cắt. Nửa phiên mà chưa bán được là cắt ngay. Anh em yên tâm cứ gặp là được cắt lỗ. Được giải chấp. Bao nhiêu? Chiếc cổ này 12 triệu. 12 triệu. Ai chà chà. Được. Đây này. Em này nhìn có vẻ xinh xắn đây này. Đấy. 2 triệu. Giả đinh vàng. Cái chậu hợp đấy. Không phải chậu đẹp nhưng hợp. Không, con này hay. Đấy. Anh em là thích đấy. Hàng sách tay gọi là bim bim cay. Bim bim cay. Ok đấy.
Được, kết thúc video ở đây. Cây đẹp. Không quá nhỉ? 2,5 triệu một con, sẽ kèm chậu như này. Nếu ai lấy con này thì sẽ được vẫn được là một bộ như này. À đấy. Đầu luôn. Lấy là thay cho chậu luôn. Uy tín đấy. Hết nôm rồi. Ghi nhận bán rẻ. Anh em ủng hộ nhá.